đó đó. Nếu các bạn có nhu cầu làm đẹp chị mụn chị thâm để có một làn da căng bóng mịn màng, hãy liên hệ anh em mình qua số Zalo 0585 898 688 để sở hữu sản phẩm bột trà xanh đắp mặt Tama TV 100% chiết xuất từ thiên nhiên, không chất bảo quản. What the hell? Headshot. Thank you.
What the hell? Bảy con á? Ừ. Đổi luôn. Anh chọi thì thế luôn. Ờ, đổi luôn. Nào. Đó. Lấy gà ra đây. Đấy. Gà chọi đây. Hả? Thì sao anh ôm nó trả thành bảy con à? Siêu gà chọi đây này. Đổi mày biết em. Đổi. Mày bị điên rồi. Tao mày có thấy thằng nào bị điên rồi đi đổi trứng lấy gà không? Mày có 100 quả may ra tao còn đổi ra thêm mấy quả. Nhưng mà trứng gà chọi mà. Trứng gà chọi kệ mấy. Đổi cho em. Thôi. Mày có thấy thằng ngu là đi đổi 10.000 lấy 1.000 không? Nhưng mà gà của anh chết rồi đây à. Ông ra 7 con là con. Sao 7 con là con nguyên 1 năm lên rồi. Ông lượn trên nước vào trong. Ôi, này. Mày tính thế thì mày lượn nước vào trong. Mày tính thế thì lấy đâu ra? Mày nuôi một con gà ra, mày đẻ hai con gà. Xong mày lại đấy gà ăn được khí cả. Lượn! Nha! Nhưng mà mà đổi với em nha! Nha! Đổi cho người ta 7 con gà rồi lấy một con gà cho đủ. Cái bọn cái gì? Quả này á, ông cho ăn đá hết. Đổi không đổi là cho ăn trứng tất, ai cho ăn đá tất. Có một ngày người em yêu vội vàng, em đừng cần những thứ cao sang. Nếu sau What the hell? Sao lại có quả trứng bé tí thế này? No. Chim à? Chim à?
Đi lấy quyền kéo nào. Nếu các bạn có nhu cầu làm đẹp chị mụn chị thâm để có một làn da căng bóng mịn màng, hãy liên hệ anh em mình qua số Zalo 0585 89 86 88 để sở hữu sản phẩm bột trà xanh đắp mặt Tama TV 100% chiết xuất từ thiên nhiên, không chất bảo quản.
tăng chơi một trò chơi. Cho chơi một trò chơi. À bây giờ tao úp cái này xuống đây, xong rồi xoay mày chọn được cái nào tao đúng cho. Đúng cho. À. Đoán tay chuẩn. Đoán tay chuẩn. Lộ từ từ. Ướt nó lộ lâu đã. Ướt lộ tiền. Ôi. Ui. Quần bẩn. Ướt lộ tiền. Cứ bình tĩnh. Từ. Ở đây. Tên 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 tên. À. Anh lừa. Chọn mô to chả chọn. Thế thế 20 cũng được. Thế chừng có 20. Thế thế được kìa. 9 á. Mẹ mình bảo là nhận được của rơi phải trả lại người đánh mất. Cho cháu này. Không, cháu không lấy đâu. Cháu không lấy đâu. Cho cháu mà, cho viện kia mà. Rồi, có 20.000. Cho cháu này. Không, cháu không lấy đâu. Giờ à. Cháu à, cầm lấy ngay gì nhỉ? Cầm lấy cho xin mua chủ bạn một kiếp. Thôi cháu không lấy đâu. Ra. Cho cháu này. Cho cháu mà. Không lấy đâu. Cho cháu này. Cháu không lấy đâu. Cháu giả này. Mày hay nhỉ? Một cửa này đấy. Cháu mời mà. Cháu mày về một kia mà. Đấy, cháu không lấy đâu. Không lấy. Gì đấy? Này, chú giờ à. Cắt đi. Tiền à? Không lấy cho tao. Này, cho mày này. Cho mày. Không lấy đâu. Không lấy thì cho tao đưa đây. Thôi đi. Xin nhé. À, giả đây. À, cảm ơn mọi người đã xem hết video của anh em mình. À, sau đây thì anh em mình xin phép giới thiệu cho mọi người một bộ sản phẩm, đó là bột trà xanh Matcha Tamao TV 100% chiết xuất từ thiên nhiên, không có hoạt chất bảo quản nhé. Thì công dụng của bột trà xanh này thì nó sẽ làm trắng da này, trị mụn, trị thâm này, giải trừ độc tố trong da này. Bạn nào có một làn da bị mụn, bị thâm và chưa được ưng ý về cái làn da của mình ấy, thì nhớ liên hệ với anh em mình để sở hữu bộ sản phẩm của anh em mình nhé. Và sau đây anh em mình sẽ hướng dẫn mọi người sử dụng một cách đơn giản nhất với bột trà xanh Matcha Tamao TV nhé. À, đầu tiên là sẽ làm ướt da mặt. Hòa bột trà xanh với nước tạo thành hỗn hợp xịt. Sau đó dùng hỗn hợp bột trà xanh và đắp lên mặt tạo thành một chiếc mặt nạ. Sau 15 đến 20 phút các bạn hãy rửa lại bằng nước lạnh. Đó là một cách đơn giản nhất để có một làn da căng bóng mịn màng, da trắng và khử độc tố trong da cho mọi người nhé. Và một cái nữa đó là nguồn gốc xuất xứ của sản phẩm của anh em mình rất là rõ ràng nhé. Đây là bộ hồ sơ về nguồn gốc xuất xứ của bộ sản phẩm của anh em mình nhé. Đó. Đó. Sau khi mua về mọi người có thể lấy điện thoại ra và check cái mã vạch ở trên sản phẩm của anh em mình sẽ ra tên sản phẩm này và nguồn gốc xuất xứ của sản phẩm của anh em mình nhá. Thế nên là anh em mình cam kết với mọi người dùng trong vòng 2 tuần là da các bạn sẽ được cải thiện một cách rõ rệt nhá. Nếu không cải thiện làn da các bạn thì anh em mình sẽ hoàn tiền cho mọi người nhá. Và nó có một công dụng nữa đó là giảm béo nhá mọi người nhá. Anh em mình ăn uống rất là nhiều mà không bị tăng cân, đó là nhờ thường xuyên uống bột trà xanh của anh em mình nha mọi người nhá. Ai muốn sở hữu một làn da đẹp và một vóc dáng đẹp thì nhớ liên hệ anh em mình qua số Zalo 0585898688 mình để trên góc phải màn hình nhá, hoặc là nhắn tin vào fanpage Tamao TV Thích Xanh nhá. Chào tất cả mọi người.